Kính thưa quý vị, ngày 21 tháng 4 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Càng Long cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Bá Chắc, 32 tuổi, ngụ tại ấp 4A, xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh về hành vi xúc phạm quốc kỳ. Trước đó vào ngày 17 tháng 4, Lê Bá Chắc điều khiển xe mô tô đến trụ sở Công an xã An Trường, dùng xà beng đập phá khung nhôm bản treo khẩu hiệu và xé rách lá cờ Tổ quốc tại Công an xã. Mặc dù trước đó, đồng chí Công an xã trực tại trụ sở đã thuyết phục đối tượng bỏ xà beng để nói chuyện, nhưng đối tượng vẫn thực hiện hành vi hung hãn. Sau đó đối tượng này còn đến sân trụ sở Ủy ban nhân dân xã An Trường, xé rách lá cờ Đảng và lá cờ Tổ quốc. Khi thấy các đồng chí công an viên của xã đến hỗ trợ thì đối tượng bỏ chạy. Khi thấy tổ công tác của Công an xã An Trường truy đuổi, đối tượng này chạy vào đường nhựa nông thôn, bỏ xe máy và chạy vào nhà một người dân ở gần đó cố thủ. Dù đã được tổ công tác Công an xã và chính quyền địa phương thuyết phục, yêu cầu bỏ hung khí và chấp hành làm việc với cơ quan công an, nhưng Lê Bá Chắc liên tục xúc phạm và dùng gạch ngói trên nóc nhà người dân ném vào tổ công tác. Nhận thấy không để tình hình diễn biến phức tạp, tổ công tác đã dùng nhiều biện pháp khống chế đối tượng. Được biết, đối tượng Lê Bá Chắc không sử dụng rượu bia và các chất kích thích khác trước khi thực hiện hành vi trên. Tuy nhiên, trước đó một tháng, đối tượng này có sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Càng Long đang tạm giam đối tượng và tiếp tục làm rõ vụ việc.